Những ngày mới qua Mỹ à, những ngày mới qua Mỹ có lẽ là những ngày rất là đáng nhớ. Mình nhớ cái ngày mà cả gia đình của mình rời phi trường Tân Sơn Nhất. Nhớ lúc đó cái phi trường Tân Sơn Nhất thì có một cái khu mà khi chúng ta đi qua gửi hết những cái đồ đạc của mình, những cái vali ấy, thì chúng ta sẽ thấy là có một những cái xe bus để mà chở chúng ta đi tới, để mà tới máy bay của mình để mà chúng ta bắt đầu chuyến đi. Cái ngày mà gia đình của mình đi rời, để mà khi mà đi xuống cái cầu thang để mà đi vào xe bus á, thì quay lại để mà vẫy tay chào những anh chị em của mình, những người cô chú, bà con hàng xóm đã đưa gia đình của mình đi rất là đông. Nhớ cái ngày đó tưởng chừng là không còn gặp nữa. Khi đó thì cả gia đình của mình mới rời Mỹ, gồm có ba của mình tức là út ở trong gia đình, chị thứ tám của mình, chị thứ bảy của mình và ba của mình, vì mẹ của mình đã mất lúc mà mình mới 9 tuổi. Thì nhớ cái ngày đó quay lại lần cuối cùng để mà vẫy tay chào mọi người, tưởng là chắc không bao giờ có thể gặp lại nữa. Mỹ là nơi nào, Mỹ là nước nào? Đã nghe nói tới rất là nhiều người đã đi Mỹ trở thành Việt kiều về lại, hình dường như là họ rất là giàu có, họ có một cuộc sống rất là thoải mái và nghe rất là nhiều điều tốt về Mỹ, là một cái nước thiên đường có nhiều cơ hội. Nhưng mà khi mà ra đi rồi thì chúng ta, gia đình của mình cũng rất là hoang mang, không biết là nó như thế nào. Ba của mình có một vài người bạn đi Mỹ thì cũng có nghe về nước Mỹ, nhưng mình là một đứa mới có 13, 12, 13 tuổi, không biết nó như thế nào. Và tưởng là mình đi có bao giờ mình trở lại hay không. Lúc đó chị của mình có một người chị thứ bảy lúc đó là đã làm đám hỏi với một cái anh rể tương lai, và chị đã hy sinh để mà đi để lo cho mình và chị thứ tám, tại vì lúc đó các chị của mình là lớn hơn và giống như là một người mẹ như vậy để mà lo lắng cho các em. Cho nên mặc dù mình đã mất mẹ nhưng mà có rất là nhiều chị và rất là thương mình. Cho nên là đó cũng là cái động lực để mà dù đi làm, đi học có khó khăn như thế nào, mình cũng không có chùn bước. Khi mà nhìn thấy ba của mình và các chị của mình phấn đấu để mà hướng dẫn các con cái và các em của mình, dạy nó trở nên người. Và tất cả những gì mà mình có hôm nay là do một phần những cái động lực và sự dạy dỗ của gia đình của mình. Mặc dù ba mình và các chị đi làm rất là nhiều thời gian, nhưng mà chính những cái hành động đó là những cái bài học để mà giúp mình, cho mình một cái nghị lực phấn đấu sống như thế nào tốt nhất để làm cho ba của mình vui lòng. Đó là những ngày qua Mỹ. Khi qua bên đến Mỹ rồi, gia đình của mình tới một cái bang gọi là tiểu bang Florida. Tiểu bang có rất là nhiều người già, gọi là tiểu bang có khí hậu ấm áp, rất là giống như ở Việt Nam. Cái tiểu bang gần biển, cái tiểu bang nằm cuối của nước Mỹ, nằm cận nhất đường xích đạo, do đó có thời tiết rất là ấm và rất là giống như ở Việt Nam. Có những trái cây thơm ngon rất giống như Việt Nam. Và đó là Florida, nơi mà gia đình của mình đặt chân tới, nơi mà gia đình của mình đã bắt đầu cuộc hành trình sống ở nước Mỹ. Cái ngày mình đi học đầu tiên là ba của mình đã đưa mình ra xe bus.
Mình cũng không có cảm xúc gì nhiều, nhưng mà khi lớn lên một chút nghe ba kể, thấy cái hình dáng nhỏ nhắn của mình bước lên xe bus một mình để đến trường. Ba của mình đưa mình đi. Hình như đó là một cái hình ảnh làm cho ba của mình cảm thấy đáng nhớ. Thường thường ba hay nhắc lại cái hình ảnh đó và những cái hình ảnh của mình với chị mình từ trên xe bus đi xuống, các con nhỏ nhắn so với các bạn Mỹ. Đó là những cái hình ảnh mà đáng nhớ và ba mình hay nhắc nhiều. Khi đến Mỹ mình học một cái trường có rất là nhiều bạn Mỹ đen. Lúc đó mình là một cô bé 13 tuổi, không biết tiếng Anh nhiều. Ngoài những cái câu nói bình thường thì các bạn thấy mình rất là khác nữa ha. Thấy cũng ngộ ngộ ha. Có nhiều bạn hay chọc mình. Lúc đó là lần đầu tiên mình thấy một người bạn Mỹ da đen, vừa đen, răng vừa trắng, và nói chuyện thật là lớn, có một cái cá tính hơi 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 dữ một chút xíu, cho nên mình rất là ngại tiếp xúc với các bạn. Đi học thể thao thì mình là một cái đứa mà được chọn cuối cùng, tại vì mình rất là nhỏ con và mình không có biết chơi những cái trò chơi thể thao của Mỹ. Và đó là những cái kỷ niệm và những cái nỗi sợ đầu tiên đi học. Mình thường hay nói đi học ở Mỹ là một cô bé teenager 13, 13 tuổi đi qua nước Mỹ như là một cái cây nó đang lớn, bỗng nhiên thì bấn nó đi để trồng nơi một nơi khác, thì tất nhiên nó sẽ cần thời gian để mà nó thích nghi rồi. Lúc đó thì mình cũng là một đứa thích nghi khá là tốt, nhưng mà cần đạt nỗ lực rất là nhiều. Và khi đi học trường mới, bạn mới, thầy cô mới, một cái sự bỡ ngỡ và làm cho mình có nhiều khi là co rút lại trong nhà, không biết mình phải làm gì đây. Mình xa rời bạn bè, những cái niềm vui nho nhỏ, ăn hàng ở Việt Nam, cùng các bạn cắm trại, cùng các bạn đi tới nhà thầy cô hái trái cây vân vân, thì nó không còn nữa. Ngoài đó thì một cái môi trường rất là xa lạ, cho nên thường thường mình cũng không có thích đi nhiều. Và các gia đình Việt Nam ở Mỹ thời đó thì cũng không có quá nhiều. Và là một cô bé 13 tuổi, mình đâu có biết lái xe đâu. Mỗi lần mà đi đâu thì phải trông chờ vào ba hoặc các chị. Có những cái thức ăn nào ngon thì cũng đợi ba và chị. Cuối mỗi 2 tuần thì ba lãnh lương thì mới có thể là xin ba để mà mình có những cái thức ăn nào mình thích. Lúc đó mình nhớ là rất là thích potato chips for some reason. Ngày xưa Việt Nam thì thích ăn bánh mì, qua Mỹ thì lại thích potato chip. Cho nên cái thời mà teenager mình làm cô bé chubby không có được ốm như bây giờ. Bây giờ cũng không ốm và nhưng mà đỡ hơn rất là nhiều. Và đó là những cái kỷ niệm ngày mới qua Mỹ. Nhớ cái cuộc điện thoại mà gia đình gọi về nhà đầu tiên. Ở Việt Nam thì các anh chị không gọi qua được. Gọi về Việt Nam đầu tiên, nhớ là cả nhà rất là ngẹn ngào, nói không được. Nghe giọng các anh chị ở bên kia đầu dây là chỉ bằng khóc, không không nói được. Và mình xin kể thêm cái chuyến bay tới Mỹ. Chuyến bay này nó dài, nó là 5 chuyến bay. Trong đầu mình suy nghĩ mình sẽ đi đâu, mình sẽ tới như thế nào, tại sao mình có nhiều chuyến bay thế. Cái chuyến bay đầu tiên là từ Việt Nam qua Thái Lan. Ở đó thì mình ngừng ở một cái trại, không phải là một cái phi trường nữa, một cái trại nhìn ra xăm xa rất là buồn. Cùng chung các cô bác anh chị cũng cái thời đó đi cái viện HO, nhìn ra nghĩ là đây là cái chuyến đi như thế nào đây, trong đầu rất là phân vân, không biết mình sẽ đi tới đâu. Sau đó thì tới Nhật, và có những cái chuyến đi tới Mỹ.
và những cái chuyến đi tiểu bang, rồi thì cuối cùng gia đình lại tới Florida. Nhớ là mình được một cái hội World Relief đón về nhà. Trên đường đi mình nhớ là mình ráng nhớ đường ông bà này sẽ chở mình, gia đình của mình đi đâu. Có khi nào ông bà này chở mình đi và bán tới một cái khu nào đó hay không? Gia đình của mình là chị em gái và có một mình duy nhất ba. Thật ra rất là hoang mang, không biết được sự an toàn của mình như thế nào nữa. Mình nhìn ra đường, mình nhớ cái đường đi để mà nếu như mà họ có chở mình tới một cái nơi nào đó thì mình cũng có thể vẫn có thể tìm cái đường được. Đó là một cái suy nghĩ rất là ngốc nghếch và rất ngây thơ của một cái cô bé 13 tuổi. Khi tới nước Mỹ, gia đình của mình được hội World Relief sponsor, có được một cái apartment. Nhớ các chị của mình thì các chị em vì môi trường xa lạ, hình như là hầu hết là khóc trong vòng 3 tháng đầu tiên. Mình có một chị thứ bảy, bây giờ vẫn hay chọc chị không thích hợp được những cái gì mới. Tức là khi tới một cái apartment, những cái mùi nó vỡ tủ lạnh ra, nó không có phải là cái mùi thân thương của những đồ ăn Việt Nam, mình hay gọi là cái mùi Mỹ. Tủ lạnh nè ha, cái apartment của mình nó có một cái mùi rất là khác, không có giống như ở Việt Nam của mình và không có quen. Chị Nguyên của mình thì bị say xe mỗi lần mà các những người chở đi làm giấy tờ, cái xe nào mà nó có cái mùi da đấy thì chị lại bị ói rất là nhiều. Mình thì không có bị say xe và không có bị ói, riêng chị thứ bảy và chị thứ tám của mình thì ói rất là nhiều. Đó là những cái kỷ niệm mà những ngày đầu ở Mỹ, thích nghi ở Mỹ. Ba của mình thì phải đi làm, lúc đó là ba của mình 50 mấy tuổi rồi, nhưng mà cũng vẫn phải đi làm hãng, ngày nào cũng phải đứng làm. Nhớ là làm ở Florida thời đó mỗi giờ là được có 5 đồng mấy thôi, rất là ít, và gia đình của mình rất là tiết kiệm. Như vậy thì vẫn chị của mình, một chị thứ bảy làm việc rất là siêng năng, cũng vẫn dành dụm tiền để mà gửi về Việt Nam cho các anh chị và các bà con ở Việt Nam cũng có quà. Cho nên là đó những cái điều mà những cái kỷ niệm thời gian đầu ở Mỹ nó như vậy đó. Trở lại câu chuyện bây giờ, đã năm 1996, bây giờ chúng ta là 2019, hai mươi mấy năm rồi phải không? 20 năm mấy năm ở Mỹ, tại sao có nhiều người hỏi mình vẫn nói tiếng Việt? Tại vì thứ nhất là mình ở trong cái môi trường có ba của mình, có các chị, mỗi ngày mình nói chuyện với ba, và đi nhà thờ thì có rất là nhiều cô bác chú lớn tuổi, và mình cũng hay thích là đọc những tài liệu ở tiếng Việt nữa, nhất là những cái về văn chương chẳng hạn, sách vở. Ngoài cái chuyên môn á, mình học bên tiếng Anh thì hầu hết các tài liệu thì mình hay đọc bằng tiếng Việt. Nếu như mà nó về về văn học xã hội, còn những cái tài liệu khác về chuyên môn, giấy tờ khác thì mình đọc bằng tiếng Anh. Trở lại thời điểm này, sau hai mươi mấy năm ở Mỹ, mình có gì khác không? Có lẽ mình khác nhiều chứ. Nếu như mà không đi Mỹ thì mình cũng khác chứ. Có thể là già hơn, suy nghĩ nó khác hơn, nó thực tế hơn, có lẽ là một chút trưởng thành hơn. Các bạn của mình ở Việt Nam thì cũng thay đổi rất là nhiều. Chính mình đây cũng thay đổi rất là nhiều. Thay đổi những cái sự kiện xảy ra trong cuộc sống thì mỗi cái điều là một cái bài học và nó làm cho mình thay đổi. 20 năm ở Mỹ, nếu như mà có một ngày nào đó mình có cơ hội về Việt Nam sống thì mình có về hay không? Đó là một cái câu hỏi mình đặt ra cho mình. Và cuộc sống thì hàng ngày sẽ thay đổi. Hiện bây giờ thì có thể là không, tại vì mình đã bỏ quá là nhiều năm để phấn đấu cho cái công việc làm của mình.
và hiện tại đi làm rất là tốt, thích nghi với cuộc sống tốt, cho nên có lẽ là không, cái ước mơ của mình có thể là một một ngày nào đó sẽ về và lại đoàn tụ với các anh chị của mình ở Florida. Các anh chị của mình sang bên này cũng khá là đông rồi, và một ngày nào đó sẽ trở lại Florida. Ngày xưa mình nhớ gia đình của mình rất là đông anh chị em, mình là út trong một gia đình 8 anh chị em. Cái ước mơ sâu xa ngày xưa là ước mơ ba má có một cái nhà ở giữa, các chị em thì mỗi người có một cái nhà riêng, xe nằm ở trong cái khu gần nhà ba má đấy mới có thể chạy qua, nhưng mà mỗi người có một cái nhà riêng để có một cái không gian riêng. Nhưng mà mỗi khi mà có cái gì mà cần chia sẻ, bệnh hoạn chẳng hạn, có những gì vui thì sẽ tụ tập lại, và đó là một cái ước mơ mong là sẽ thực hiện được trong những năm sắp tới đây. Cảm ơn các bạn đã nghe câu chuyện của mình, những cái chia sẻ thời gian đầu ở Mỹ như thế nào. Mình thật là chân tình cảm ơn các bạn. Từ các em đã theo cái channel tiếng Anh y khoa của chị, và bây giờ thì lại những cái chia sẻ hàng ngày, cảm thấy rất là vui để được chia sẻ. Và chị sẽ cố gắng để mà chia sẻ những cái nào nó thiết thực hơn, về những cái trải nghiệm ở cuộc sống ở Mỹ và những cái bài học mình rút ra, có thể là không phải từ chính mình nhưng mà từ cái quan sát của mình, từ những đời sống của bệnh nhân, của những người bạn, của những người chung quanh chẳng hạn. Mình thân chúc tất cả mọi người có được một cái sức khỏe tốt và phấn đấu trong công việc làm, và luôn luôn có được sự bình an, tìm thấy chính mình, mặc dù ở nơi đâu, làm gì, cũng tìm thấy mình ở trong đó. Như vậy thì đã vui rồi, phải không? Xin chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là vui, và xin chào tất cả mọi người.